Bí ẩn thứ nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết mới triệt phá thêm một tụ điểm truyền đạo trái phép luật của tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều loại ấn phẩm phục vụ cho việc truyền đạo. Gần 1 triệu đồng đã được các tín đồ đóng vào phong bì in sẵn với dòng chữ có tên công ty, họ tên, số sự sống, số điện thoại, nội dung phụ sự để nộp cho trưởng nhóm của mình. Đặc biệt, trong số các tăng vật thu giữ trên hiện trường có hơn 20 lọ nhựa nhỏ trắng mà theo Trung và một số người tham gia nói là để đựng nước thánh cho các tín đồ dùng. Trong số những người tham gia tại đây có chị Hát, sinh năm 1993, trú tại xã Hòa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chị Hát cho biết đã tham gia nhóm được khoảng 3 tháng. Chị Hát đã đem theo con trai của mình 5 tuổi cùng đi và uống thử nước thánh đỏ được đựng trong lọ nhựa trắng nêu trên, thậm chí còn cho cả con trai mình uống. Cháu HA là con trai của chị Hát được 5 tuổi khoe rằng cháu được uống thứ nước trong lọ ấy thấy ngọt ngọt. Chị N ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, từng được một số thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời rủ dê vào hội cho biết, cuối năm 2017, tôi cùng với mấy người bạn được người của hội thánh này tiếp cận rủ vào. Hôm đó, họ tụ tập tại một địa điểm ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng truyền đạo rồi đưa cho mọi người lọ nước màu đỏ để uống. Tôi không uống vì chưa biết nước đó là nước gì. Tuy nhiên, hai người bạn của tôi đã uống thứ nước đó và kể từ đấy họ thành thành viên của hội này, răm rắp làm theo những thứ mà hội đó sai bảo. Cũng từ khi theo nhờ nhóm này, những người bạn của chị N bỏ bê việc học hành, mặt mày bơ phờ, mắt mũi lờ đờ như kẻ mất trí. Hàng ngày, họ hay ngồi một mình lẩm bẩm, buổi tối thì thường ra công viên lượn lờ, miệng thì hay nói điều gì đó một mình. Còn những nữ sinh nghe theo chị N không tham gia vào các hội này nên tiếp tục hoàn thành khóa học của mình. Cuối năm 2017, chị N tốt nghiệp, về Hải Phòng công tác và cắt đuôi được với nhóm người truyền đạo kia. Chị N chia sẻ, ngay từ đầu chị không uống thứ nước màu đỏ và ăn đồ ăn họ mời chào vì những thứ đó đều là do người kia làm, chứ không phải là đồ ăn thức uống bán trên thị trường hay ở các nhà hàng ăn uống. Những người bạn uống phải thứ nước màu đỏ ấy là họ nói gì thì các bạn làm theo đó. Bố mẹ nói thì họ bảo là ma quỷ nói, còn mấy người kia nói thì họ liền nghe theo. Chị N kể lại trải nghiệm của mình. Các nạn nhân thoát khỏi tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời cho biết, chỉ cần uống thứ nước màu đỏ này, người ta sẽ bị mụ mị và nghe theo lời của những người trong hội nói, trở thành những người thần kinh không bình thường. Nguy hiểm thay, theo bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội, trị bệnh cho nạn nhân theo tà đạo đến từ Thái Bình, thứ nước màu đỏ mà các tông đồ uống có thể là thuốc hướng thần. Nó khiến nạn nhân bị điều khiển, nhớ những gì cần nhớ và quên những gì mà họ muốn chúng quên. Rất nhiều nạn nhân kịp thời thoát khỏi tà đạo này trước khi quá trễ đều cho biết, chỉ cần uống thứ nước này vào, người ta sẽ mụ mị nghe theo lời, trở thành những người thần kinh hoàn toàn không bình thường. Thậm chí, khủng khiếp hơn, sự thật những người đã uống thứ nước màu đỏ đều lần lượt từ bỏ gia đình mình, từ bỏ đạo lý để sống bài đàn với những kẻ cùng tín đà và theo tà đạo này. Hiện tại, các cơ quan chức năng ở Việt Nam đang tiến hành giám định thành phần của thứ nước thánh bất thường này.